cờ tướng, từ bàn cờ công viên đến đấu trường khu vực. SEA Games 31 tại Việt Nam là năm đầu tiên bộ môn cờ tướng được đưa vào thi đấu chính thức. Việc cờ tướng xuất hiện tại kỳ SEA Games năm nay khiến không ít người bất ngờ. Không phải bởi vì cờ tướng được đưa vào thi đấu mà vì mãi đến bây giờ cờ tướng mới được thi đấu. Nói vậy để thấy, bộ môn cờ tướng đã rất phổ biến và quen thuộc trong ý thức của người Việt Nam đến thế nào. Từ vỉa hè, công viên, quán trà nước, ven đường chỉ cần một bàn cờ đã là quá đủ cho cuộc tranh tài. Nhưng sự thú vị của cờ tướng không chỉ dừng lại ở hai người tham gia mà nhiều vị quân sư bên ngoài cũng tham gia theo dõi, mang đến cho cờ tướng một nét đẹp riêng. Quen thuộc tại Việt Nam là vậy, nhưng so với người anh em cờ vua, cờ tướng luôn kém thế cả về tính phổ biến và số lượng giải đấu quốc tế. Đến kỳ SEA Games năm nay, cờ tướng mới chính thức được đưa vào thi đấu với 4 nội dung gồm đồng đội nam cờ nhanh, đồng đội nam cờ chớp, cá nhân nam cờ tiêu chuẩn và cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn. Vào ngày 14 tháng 5 vừa qua, đội cờ tướng Việt Nam đã đoạt huy chương vàng đồng đội cờ nhanh với thành tích thắng tuyệt đối. Đây là chiếc huy chương vàng đầu tiên của bộ môn cờ tướng trong lịch sử SEA Games. Hãy like và subscribe kênh Nhân Lực Nhân Tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.